Hello, xin chào anh em. Bữa nay mình quay cho anh em xem về những cái dòng máy nhỏ theo yêu cầu của rất là nhiều anh em. Bởi vì ở cái video trước thì mình quay về cái máy 750 mã lực của Komatsu. Đây, máy 750 mã lực thì bữa nay mình tủ bạc lại rồi. Còn bởi vì cái video ngày hôm trước thì mình quay gộp vào, cho nên là anh em xem nó sẽ không kỹ cái phần chi tiết. Thì bữa nay mình quay riêng về cái dòng máy nhỏ cho anh em xem, đặc biệt là cái dòng máy mà chạy đèn thắp sáng hoặc là phục vụ cho keno dạng nhỏ nha anh em. Keno dạng nhỏ, các cái chiếc ghe nhựa hoặc là ghe gỗ loại dạng nhỏ mà đi đánh lưới gần bờ, ghe lưới chuồng, lưới hai, thẻ lồng, thẻ lờ. Đây thì cái máy mình đang quay đây là cái dòng máy 4 nha anh em. Dòng máy 4 có turbo. Dòng máy 4 có turbo, có hộp số luôn nha anh em ơi. Đây có turbo, có hộp số luôn. 4 gian me nha anh em, phục vụ cho anh em chạy thắp sáng các cái dòng keno nhỏ. Này là 4GH anh em ơi, 4GH 64 mã lực nè anh em, ở dòng tua 3.400 dòng RPM. Đấy, mình quay kỹ cho anh em xem, có một số anh em hỏi thì mình quay kỹ cho anh em xem luôn. Những cái máy này là những cái máy đẹp của thợ làm cho ghe nhà của mình nha anh em. Video này là video giới thiệu cho anh em nào cần thôi chứ không phải là video quảng cáo nha. Từ trước tới giờ là mình không có quảng cáo bất cứ một cái kênh nào hết. Mình thấy mình đi biển và mình thấy nó được và nó phù hợp với cái nhu cầu của anh em, và cộng thêm cái độ bền. Bởi vì anh em nào làm biển thì biết, ở biển thì cái giá nó có thể cao, có thể thấp. Đó, tùy theo cái nhu cầu sử dụng của mỗi người. Nhưng mà cái độ bền, cái sự an toàn trên biển là cái sự mà anh em nào cũng mong muốn hết, đối với những anh em làm biển. Cái này là 4GH của dòng Giang Me nha anh em ơi. Nó 64 BS ha, 64 ngựa. Đây, máy có turbo, có hộp số bài bản. Anh em nào không lấy hộp số thì giá thành là 30 triệu nha anh em. Mình quay cái 4GH này bởi vì cái dòng GH này là cái dòng máy nó phổ biến hơn nha anh em. Nó phổ biến hơn cái bên này. Cái bên này nó không phải là 4GH, nó có 50 mấy ngựa thôi. Mà đời nó cũ hơn, cái này nó 20 triệu. Đấy. Cái này hiện tại là nó chỉ cũng có một cái thôi và cái đời nó cũ cho nên là cũng không ai mang về nhiều. Đó, cho nên là cái này là bán rồi. Bán rồi nhưng mình quay cho anh em xem và cũng đỡ anh em biết là sao. Ví dụ như cũng có người bán mà sao có mấy 20 triệu, có mấy 30 triệu. Để cho anh em có thể là so sánh sự tương ứng giữa hai cái máy. Đây mình quay cái 20 triệu. Và thậm chí cái 20 triệu và nó có luôn kẻ hộp số nha anh em. Còn cái này 30 triệu đây chưa có hộp số. Anh em thấy cái 30 triệu nó to hơn cái 20 triệu rất là nhiều. Đấy. Rồi. Rồi tiếp tục mình quay một cái máy ba. Máy ba này cũng có đờ luôn anh em. Giá dưới 20 triệu nha anh em, có đờ, có tắc chớ đàng hoàng, bài bản. Đây. Cái này không có hộp số nha anh em, dưới 20 triệu. Dòng máy ba có đờ 12V, có cục sạc. Đây bình nước ngọt. Cục đờ nè anh em. Máy bay mà cục đờ bự dở sợ, cục đờ muốn bằng cục tắc chớ luôn nè. Rồi đây bộ lọc nhớt. Rồi quay theo yêu cầu của anh em có hỏi cái máy bay này thì mình trả lời và mình quay kỹ cho anh em tí xíu nha. Dưới 20 triệu và không có hộp số nha anh em. Rồi chiếc này bán rồi, nhưng mà quay để anh em biết, để anh em đỡ so sánh cái máy 4 này với cái máy 4 khác, để chúng ta khỏi bị trộn vé anh em.
Còn cái này là 4GH, có hộp số thì 40 triệu mà không có hộp số thì 30 triệu nha anh em. Còn cái này là 4 Hyundai. Đặc biệt mình thấy Hyundai thì nó sơn cái nước sơn nhũ này nè. Nhìn rất là đẹp ha. Nước nhũ giống như là cái nước nhôm rin của cái chụp đầu bò luôn. Này, turbo của Hyundai, turbo rin theo máy luôn, còn rất là mới. Đấy, 4 Hyundai anh em. Cái này là ở trên những cái tàu dự án đó, mình thấy họ bắt để họ sử dụng điện sinh hoạt rất là nhiều nha anh em. Cái này máy xe nha anh em ơi. Cái này máy xe. Cái này máy xe. Cái này thì hiện tại bữa nay thì không có anh Công ở nhà nên là mình không có hỏi giá. Anh em nào cần cái này thì mình báo giá cho anh em sau. Này dòng máy xe nha. Còn những cái gian mail nãy mình quay cho anh em là dòng máy thủy nha anh em. Dòng máy xe còn rất là đẹp. Có turbo đàng hoàng anh em. Đây, quay phía bên này vàng heo dầu, lọc dầu cho anh em. Bơm dầu bài bản. Còn nghiêng thủy luôn, hoài còn nghiêng zin luôn nha quên. Mấy xe kêu nghiêng thủy là bậy bạ. Còn nghiêng zin, có cánh quạt của xe luôn nè. Cục đồ bài bản. Rồi, mọi thứ cục tắc chớ zin của nó này nè. Sạc zin của nó nè. Nhìn cái nước nhũ của cái màu nhôm là mình biết ha. Ở đây anh em xem là anh em xài máy không à. Kênh mình không có quay ba cái giật gân, giật tít rồi nói bậy bạ đó. Thà là chỉ có 1-2 ngàn người xem thôi. Nhưng mà là chất lượng nó thấy vui. Rồi mình sẽ vô trong quay một cái 4GH nữa cho anh em xem. Đây anh em, cái này hình như là cũng là, cái này là cũng 4GH luôn nha anh em. Đây, cái này cũng 4GH luôn, cái này bỏ trong nhà để anh em làm sạch. Cái này đang trong quá trình làm sạch. Đây, cái này nước sơn ở trong máy rồi nhìn rất là đẹp. Cái này nó đang tróc cái nước này là nó tróc cái nước rin chứ không phải là tróc cái nước suy. Cái này hình như là chỉ có một nước sơn thôi anh em. Có thể có hình như có sơn lại nha anh em, có sơn lại bởi ở bên bãi họ sử dụng, ở bên nước ngoài bên Nhật họ còn sử dụng họ có phơi sơn lại. Cái này là cũng anh em nào chạy đèn thì mua cái này là phù hợp luôn, nó không có hộp số luôn. Đấy, hiện tại là có hai cái 4GH giá 30 triệu nha anh em, không có hộp số 30 triệu. Quay turbo cho anh em xem. Quay dòng máy nhỏ cho anh em tiện sử dụng nha anh em ơi. Mình không phải là quay những cái video để 100.000 lượt xem, 100.000 lượt view rồi. Quay những cái tiện dụng cho anh em. Rồi nha. Hai cái 4GH. Bên này là có thêm một cái máy 3 nữa. Đây anh em, máy ba có hộp số luôn. Này có một cái máy ba đầu dồi nè anh em. Ba 44, hôm trước video trước mình có quay rồi.